Trong ngày cúng thất thứ tư của Phi Nhung, các con nuôi của cố ca sĩ đồng loạt dành nhiều những lời xúc động. Vào ngày 25 tháng 10, đúng thất thứ tư kể từ ngày Phi Nhung vĩnh viễn ra đi sau hơn một tháng chiến đấu với Covid, trên trang cá nhân Tuyết Nhung và Thiêng Ngân, hai trong số 23 con nuôi của cố ca sĩ đã đăng tải hình ảnh đeo chiếc khăn tang trắng, chắp tay nguyện cầu cho mẹ, bên mâm cúng thất khiến khán giả không khỏi xúc động. Tuyết Nhung bộc bạch, hôm nay thất thứ tư của mẹ, con mong mẹ ở nơi ấy bình yên, thanh thản mẹ nha bên cạnh đó dù giọng ca bông điên điển đã nằm xuống nhưng vẫn bị một số người gọi tên kéo vào những lùm xùm đời tư trước ồn ào không hay này tuyết nhung đã lên tiếng bảo vệ mẹ ở trên đây ai nói gì mẹ con mình gia đình mình thì con tin họ sẽ nhận quả báo thôi không sớm thì muộn trong khi đó thiêng ngân tâm sự thời gian trôi nhanh quá mới đó đã đến thất thứ tư của cố ca sĩ thiêng ngân không quên nhắn nhủ con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ở nơi đó phải thật hạnh phúc và luôn mỉm cười nha mẹ ở đây con và mấy chị em đều yêu thương nhau, mẹ yên tâm nha. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận an ủi, động viên các con Phi Nhung mau chóng vượt qua sự mất mát này. Bên cạnh đó, nhiều người dành sự chú ý cho Hồ Văn Cường, bởi lẽ sau khi giải quyết ổn thỏa ồn ào cát-xê thì nam ca sĩ không có chia sẻ gì thêm. Sáng ngày 25 tháng 10, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo thư mời liên quan đến nội dung đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Sáng ngày 25 tháng 10, ca sĩ Vi Oanh cho biết cô đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo thư mời liên quan đến nội dung đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là lần thứ hai cơ quan điều tra mời cô lên làm việc về nội dung trên theo ca sĩ này buổi làm việc do hai điều tra viên chủ trì diễn ra công tâm khách quan và được ghi âm ghi hình tôi tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và mong cơ quan điều tra nhanh chóng xử lý trả lại danh dự cho tôi và gia đình tôi vì oanh nói đồng thời cô cũng nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng về các tội làm nhục người khác vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong đơn, Viu Anh cho rằng từ tháng 3 năm 2021 đến nay, bà Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có cô. Trong 7 buổi livestream có nội dung làm nhục thoá mạ đối với tôi từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 9 tháng 10 năm 2021, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ nhằm bôi nhọ vô khống xúc phạm tôi với hàng loạt từ ngữ như đẻ thuê, làm gái bao, làm bé, giật chồng, giật chồng, cô nói. Theo nữ ca sĩ, không chỉ là cá nhân cô mà gia đình cô cũng bị bà Hằng làm nhục. Cô cũng cho biết ngày 29 tháng 9 đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhưng không hiểu thông tin ở đâu mà bà Hằng tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch là con cô khai sinh không có cha, công an đuổi về. Trong buổi livestream ngày 9 tháng 10, bà Hằng cùng luật sư Nguyễn Đình Kim, tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê. Thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của cô, nói cô giật chồng là người thứ ba, xâm phạm đến cuộc hôn nhân trước đó của người chồng hiện tại với người vợ trước, dẫn tới sự ly hôn của họ. Trong cuộc trò chuyện này ba người đã bản luận những nội dung xâm phạm thô bạo đến đời tư của tôi, chẳng hạn như nói về việc tôi cô đồng xanh đã chuẩn bị cho đứa con mình sau này đi đòi tài sản ông Đốc Tờ Rồi. Tiến sĩ Quân cho rằng tôi đã đẻ thuê. Thậm chí, quy kết tôi hy sinh đánh đổi nhân phẩm và danh dự của mình để lấy tài sản thừa kế cho con trai của mình. Vị Oanh bức xúc. Ca sĩ cho rằng bà Hằng không chỉ bôi nhọ làm nhục vợ chồng cô mà còn cố ý tấn công con trai cô, một đứa trẻ mới lên 6 tuổi là đối tượng được pháp luật và xã hội bảo vệ đặc biệt. Với những lời lẽ tàn độc khi vu cho cô là con của đại gia do cô đẻ thuê gây tổn thương sâu sắc đến gia đình cô. Vị Oanh cho rằng hành vi của bà Phương Hằng có dấu hiệu của các loại tội làm nhục người khác vô khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ đó có đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm của mẹ con cô cùng gia đình. Huyền Trân ghi dấu ấn trong lòng khán giả vì theo đuổi dòng nhạc trịnh và đoạt giải á quân chương trình The Voice nhưng sau đó hoàn toàn biến mất. Huyền Trân một cái tên gây xôn xao khi quyết định theo đuổi hát nhạc trịnh khi tuổi đời còn quá trẻ tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Nhờ giọng hát ngọt ngào, Huyền Trân đã chinh phục hoàn toàn khán giả và đặt giải Á quân chương trình. Huyền Trân còn được mọi người ưu ái gắn cho cái tên Cô bé hát nhạc trịnh. Thời điểm đó, hình ảnh một cô bé mới 12 tuổi trong bộ đồ tu xuất hiện trên sân khấu, trình diễn ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tạo nên một cơn sốt và để lại những ấn tượng đặc biệt. Nhiều người không tin được rằng cô bé chỉ mới 12 tuổi, bởi phải từng trải lắm mới có thể truyền tải được những ca từ cảm xúc giàu tính triết lý và đầy chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi Huyền Trân cất những tiếng hát đầu tiên, khán giả đã phải lặng người vì ca từ sâu lắng, chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc. Dòng nhạc em thích không phải là nhạc trẻ mà là nhạc của Trịnh Công Sơn, đó là những ca khúc nói về tâm hồn con người nên em muốn hát để khán giả có thể cảm nhận bằng trái tim để mọi người cùng biết và hiểu về triết lý của nhạc Trịnh. Huyền Trân chia sẻ nói về quyết định theo đuổi dòng nhạc khó nhằn này huyền trân từng tâm sự từ khi vào sống trong chùa hàng ngày em được nghe nhạc trịnh công sơn do sư thầy mở các anh chị cũng chỉ hát nhạc trịnh cho em nghe rồi từ đó em cảm nhận và yêu thích lúc nào không hay khán giả vô cùng ngưỡng mộ khâm phục trước tài năng của cô bé hát nhạc trịnh khi biết hoàn cảnh khó khăn của Huyền Trân cộng thêm việc ấn tượng khi sở hữu giọng hát nội lực giàu cảm xúc, nam ca sĩ Quang Lê đã quyết định nhận cô bé làm con nuôi từ cuối năm 2014 để giúp đỡ học hành và nhận sâu ca hát. Sau đó Huyền Trân đã được ba nuôi giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Tiền cắt xê của cô bé cũng khá hơn nhiều và cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa từng là hiện tượng sau giọng hát Việt nhí 2014 nhưng sau cuộc thi, Ni Cô Huyền Trân chưa có những nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật. Sau khi ký hợp đồng dài 5 năm với Quang Lê, mối quan hệ này đã gặp phải bất đồng và những trục trặc. Cô bé hát nhạc trịnh từng nói về dự định trong tương lai. Nếu sau này đi hát có nhiều tiền, em sẽ xây một cô nhi viện thật lớn. Em đã từng là trẻ bị bỏ rơi nên nếu em xây được trại mồ cô như vậy, Hiện tại, Huyền Trân biến mất hoàn toàn khỏi showbiz. Một bức ảnh của Hồ Văn Cường xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã quyết định về quê ở ẩn. Vậy thực hư ra sao? Từ sau khi Hồ Văn Cường nhận lại toàn bộ tiền thù lao mà công ty quản lý của Phi Nhung giữ hộ suốt 5 năm qua, nam ca sĩ đã rời khỏi công ty, chuyển ra ngoài sống. Hồ Văn Cường cũng trao trả các tài khoản mạng xã hội của mình cho công ty xử lý và hiện giờ nam ca sĩ không sử dụng mạng xã hội. Chính vì thế mà người hâm mộ, thậm chí người thân của Hồ Văn Cường cũng rất khó liên lạc được với nam ca sĩ trong thời gian này. Mới đây ca sĩ Ngọc Sơn có nhận đỡ đầu giúp đỡ Hồ Văn Cường trong sự nghiệp âm nhạc. Cũng kể rằng anh đã tìm nhiều nơi thế nhưng vẫn chưa thể kết nối được với con nuôi của Phi Nhung. Mãi sau đó Ngọc Sơn mới khoe rằng anh đã gọi được cho người nhà của Hồ Văn Cường. Mới đây trên mạng lại lan truyền bức ảnh nam ca sĩ đang đi thả diều dưới quê với biểu cảm vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm. Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường đã quyết định tạm xa rời showbiz, chuyển về quê sống để tránh các ồn ào thị phi đang ập đến dồn dập. Nhưng cộng đồng fan của Hồ Văn Cường đã xác nhận, đây chỉ là ảnh cũ được chụp từ lâu. Hiện giờ khán giả đang rất mong nam ca sĩ có cập nhật mới về tình hình để mọi người được biết, bởi nhiều người lo rằng Hồ Văn Cường khó mà bình tĩnh hay sáng suốt khi bị quá nhiều người quen của Phi Nhung chỉ trích, công kích trong thời gian qua. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác quý vị cũng đừng quên viết ra những ý kiến bình luận của mình ở phía dưới mỗi video cùng với chúng tôi